đoạt giải trong câu lạc bộ. Họ có những bước đi thật là tuyệt vời, uyển chuyển, quá đẹp. Đấy, lại một bài quen thuộc, xoắn, quá đẹp, quá tuyệt vời. Rồi đúng, anh ấy lại cống hiến những bước đi có 102. Thực ra những cái động tác xoắn xích như này thì không phải là ai cũng làm được. Trải qua một thời chuyện mà anh ấy, tôi nói nhỏ, anh ấy cũng đã từng là... Anh ấy đã từng làm phi công lái máy bay bà già trong 2 thập niên. Thôi, để dừng lời lại chỗ này, vâng.